Là quen là quen, quen là quen ăn rồi. Quen rồi. Ừ, quen rồi. À. Chào. Dạ, Sơn Ngọc xin mến chào quý ông bà quý anh chị thân mến. Dạ, hôm nay là ngày mùng 6 Tết. Sơn Ngọc lại tiếp tục chia sẻ đến ông bà cô chú anh chị về những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên khu vực rừng núi. Dạ, hôm nay thì cũng đã qua sang năm 2024 rồi. Thì không biết là 3 ngày Tết cả nhà mình thấy như thế nào ạ? Thì Sơn Ngọc thì cũng như cả nhà mình thôi. Cũng mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thì quanh quẩn bên gia đình thôi. Còn các ông bà, cô chú, anh chị và các em nhỏ trên khu vực rừng núi thì không biết cái Tết nguyên đáng là như thế nào. Tết ở mình thì như thế nào ha Nhập ha? Ôi trời ơi, chị Ái đi đâu đó? Chị Ái đâu vậy? Hai lá đủ hả? Dạ. Là bây giờ chị Ái đi hả? Chị Ái đi. Dạ. Đi con đi con luộc đâu. Dạ. Ôi chị Ái đi luôn rồi, chị Ái nói xong chị Ái đi luôn rồi. Đi hai lá đủ luộc ăn. Rồi bây giờ mình mang quà vô mình để trong nhà chị Ái đi. Rồi xem thử chị Ái đi hái lá đu đủ và luộc để mà ăn ở cả nhà mình. Không biết là hôm bữa giờ là Tết ở trên khu vực của mình là như thế nào Nhập ha? Tết của tụi em đâu có Tết mà ăn, Tết cũng giống như ngày thường thôi. Tết cũng giống như ngày thường thôi hả? Trời ơi thấy thương quá nha. Là không có về dưới làng chúc Tết ông bà hả? Rồi ở trên đây có những cái món ăn như thế nào trong những ngày Tết không? Cơm với lại cá khô giống bình thường thôi em. Cơm với lại cá khô thôi. Giống như ngày thường. Giống những ngày thường của gia đình mình thôi. Hôm bữa anh có lì xì cho các em á, thì chắc là lần đầu tiên các em nhận được phong bao lì xì luôn quá ha. Dạ. Lần đầu tiên luôn á. Thằng em của em có việc nói tiền của nó không được cầm, tiền của nó mua sữa uống. Và hôm nay thì đầu năm đầu tháng thì Sơn Ngọc dẫn cả nhà mình đến thăm chị Ái để xem thử là chị Ái có một cái gì đó mới trong năm mới không cả nhà mình nha, truyền tải đến cả nhà mình. Hôm nay chị Ái không có gì ăn hay sao mà chị Ái đi hái lá đu đủ vậy nhỉ? Hái lá đu đủ cho mình cá khô. Chị Ái, hết đồ ăn rồi hả? Ăn hả? Hái lá đu để ăn, ăn lại. Chị Ái còn gạo không? Gạo hả? Dạ. Gạo mấy bữa nữa nè. Có con. Dạ. Lá đu đủ non cả nhà. Không biết là lá đu đủ non với lá đu đủ già thì lá nào nó đắng hơn Nhập ha? Lá đu đủ già. Lá đu đủ già đắng hơn hả? Còn lá đu đủ non thì mình ăn được. Đỡ đắng hơn một tí. Mỡ mỡ ga cả. Tết nhất thì bà con ở trên khu vực rừng núi chỉ bao ngày thường thôi. Ăn lá đu đủ, sáng sớm lên cái thấy chị Ái đi bớt lá đu đủ ăn rồi. Rồi hôm nay em cũng bất ngờ khi mà sáng mùng 6 Tết mà chị Ái đã lên đồ rồi. Chị Ái tính đi đâu hả? Đi sông Cô Tết là... là cái gì nó đi sơn tít con có đi đâu không đi đâu à? Ừ. Không đi đâu mà sao chị Ái trang điểm đồ mặc đồ lộng lẫy chứ vậy? Trang điểm nó là trang điểm cơ có là xoài hư rồi xoài á còn có trang điểm là nó thì trang điểm là
là bên kia là trăng đêm là cô rất là Dạ. rất là con cô có nghe rất là Mùng mùng 1 Tết á, chị Ái có trang điểm đi chơi đâu không? con đi con Tết là con có trăng đêm Dạ, mùng 1 Tết không trang ừ, điểm. có con kê mùng 1 đó con có trăng đêm Mùng 2. mùng 2 con có trăng đêm Mùng 3. mùng 3 không biết Mùng 3. không biết con ba là tết không biết tết rồi con có đi đâu nữa Dạ. con đi đâu nữa cô có tiền có tiền đâu là đi đi tết Không có tiền đâu đi Tết. có tiền là đi tết Có tiền thì đi Tết chơi. để đi tết để chơi Dạ. Bây giờ em chúc Tết chị Ái lì xì chị em nha. hả Bây giờ em chúc Tết chị Ái lì xì chị em. Được không? biết rồi Chị Ái có lì xì chị em không? chị em hả Hay bây giờ chị Ái chúc Tết lại cho tất cả mọi người đang đang xem chị Ái nè. Rồi nhà trường anh là được 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 chị Ái được biết chúc Tết Tết hả không? không có Không hả? Không biết chúc Tết hả? Không biết là anh nói như vậy bà em có hiểu không nhập hả? Không hả? Chúc Tết á chị Ái, chúc Tết á. con có tết đâu là cô không có giữ có chút hiền đâu Dạ. cô để bên kia để nó là nó để cờ ở số lá nó cô có đi đâu cô có vui đâu À, là chị Ái cũng muốn đi chơi để suối đi rồi. trước để là đi ngoài đi ở vụ đái để đi là để ở cho cô nữa đi xuống để ở Cam Ranh luôn á Rồi. đi chạy đi ở Cam Ranh Chị Ái đi xuống Cam Ranh luôn. không có chỗ ai không có đi đi Cam Ranh đâu Dạ, cho chị Ái đi người đâu? nhà Cho chị Ái đi đâu? đi Phú Đái Đi Phước Đại. Chị Ái xuống đó để làm gì? hả Chị Ái xuống đó để làm gì? con không có làm đâu Không có làm đâu hả? con có Dạ, đi làm chơi. con có đi chơi con có đi Dạ. chơi thôi đi chơi đi xuôi lại con có vui Ai dẫn chị Ái đi xuống cái đó? hả Ai dẫn chị Ái đi xuống đó hay là chị Ái đi một chơi mình? ai đi 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 xuống rồi giải để đi tích đi ở số lạnh không có vui À, tức là chị Ái đi xuống đó chơi. Chơi hờ với để bạn trai hờ là ha. đi sợ ai để đi xuống chơi xong là đi về lại Dạ. về lại Dạ. À, đi xuống xong về lại. đi xuống lại về lại con có vui Dạ. đi xuống là đi nó là đi xuống đi đi phụ đại đi đi Cam Ranh á là vui lắm Dạ. Cam Ranh hả Chị Ái muốn là đi không? chạy con cũng đi Không muốn đi hả? Bữa giờ Tết nhất rồi có ai ghé đây chơi với mình không? hả Bữa giờ Tết á có ai ghé đây chơi với chị Ái không? đi lại đi luôn Là để đi 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 tết để đi đi chơi của mình đâu bây giờ có ai lên dẫn chị Ái đi chơi là chị Ái đi luôn ha. đi chơi luôn Dạ. mà ta hạt tổ Chín chưa? Lá đổ chín chưa? có chín Chưa hả? bộ anh nhìn ỉ cô anh nhìn ỉ À. phạt Như bữa nay em thấy chị Ái có bộ đồ đẹp ghê chị Ái à. Không đẹp biết bộ đồ này ở đâu vậy nhỉ? Chị Ái, hả không biết bộ đồ đây ở đâu vậy? là múc đô là đẹp Đồ chị Ái mua hả? là cô ấy nói là đi Tính nói cái gì mà ngại kia nè. anh nói là con Nói gì anh nói nhỉ? là con trăng đêm á trăng đêm là con đẹp hơn Ông ấy mặc đồ nào cũng đẹp hết. vậy À, là à, à, em xin lỗi chị Ái nha. Dạ. Tức là chị Ái mặc bộ đồ nào cũng đẹp hết. mặc Dạ. đồ là con đẹp là đi cùng gái là Dạ. cô là cô đưa cô đưa cùng gái đâu là đi cơ đi cùng đưa cùng chỉ là cô đưa cùng tay là con thích đâu À, đồ con trai ấy là đi chị Ái cùng không tay thích. là con thích Không thích. Thích đồ con gái thôi. con thích là đi thích là đi cô đi chỉ chỉ á Chỉ là gì chị Ái? chị á Chị. chị là thích là anh kêu chị À, thích là chị Ái muốn là em kêu chị Ái bằng chị chứ không muốn chưa ái kêu là chị Ái muốn bằng là đi anh. chơi ăn chỉ Dạ. Muốn kêu. là cô thiết là được đưa con có đứa con gái đâu là được đứa con tài Dạ là chưa. được đi con gái là đồ nó này được đồ là
cô đẹp hơn. Bây giờ em kêu chị đẹp được không? Được rồi. Được luôn ha. Ừ. Bây giờ em kêu là chị đẹp, đừng kêu chị ái nữa ha. Ừ. Con là nó có trăng đêm á, là cô ngó là cô có trăng đêm là cô đẹp, là trăng đêm á sơn là cô cục là rất là cô đẹp đâu. Dạ. À. Dạ thưa cả nhà, thì cả nhà mình cũng thông cảm, tại vì phía trước màn ảnh nhỏ cả nhà mình đây á, Sơn Ngọc nói rằng là chị ái, chứ thiệt ra là một người đàn ông, cái sở thích của chị ái này thì đàn ông nhưng mà muốn làm phụ nữ, nó là như vậy. Thì hiện tại là chị ái đang sống ở trên núi, chỉ có một mình thôi, không vợ không con. Còn nói là không chồng không con thì chị ái thích hơn. Đó. Rồi ba mẹ của chị ái thì là sống ở trên núi rồi hả chị ái? Là cô có mẹ đâu. Không có mẹ hả chị ái? Không có mẹ là hả? Mẹ chết rồi. À mẹ của chị ái là mất là rồi. Là ama cô ama là nằm mùa hai nam. Là sao nhập hả? Hai nam. Hả đi nè được ama gần như tin nhau ama chứ cô như tin gặp à về đôi chị của đàm ông tai rồi. Hiện ý nhau. Ama chết rồi. Ama cũng chết luôn. Ama chết, Awe chết. Awe chết. Ừ. À, vậy là hiện tại chị ấy là không không còn ba mẹ nữa, chỉ còn như là các cháu thôi. Đi các cháu rồi anh chị thôi. Đi các cháu thôi. Dạ. Là ở trên này lũ thủ chỉ có một mình thôi đúng không chị? Ừ, là đi thuê đi một mình thôi. Dạ. Rồi có gì ăn nấy thôi. Ừ. Tuy là chị ái ở trên này thì rất là khổ, thiếu thốn đồ ăn, nhưng mà lúc nào chị ái cũng luôn có một cái gì đó rất là vui, cả nhà luôn tươi cười nè, hỏi ai đến thăm chị ái là chị ái rất là hiếu khách luôn. Biết thấy nhiều lúc cũng rất là thương với số phận đã dọn chị ái cả nhà, đâu ai muốn như thế này đâu. Nhưng mà bây giờ là cái cuộc sống của chị ái, cái sở thích của chị ái là như vậy rồi. Sơn Ngọc đăng tải cái trường hợp của chị ái lên trên cộng đồng mạng thì cũng có rất là nhiều những ông bà, cô chú anh chị vừa vui mà cũng vừa đồng cảm với cái số phận của chị ái như vậy. Và cũng có những người nói rằng là Sơn Ngọc ghi hình ở đây thì không giúp đỡ chị được cho chị ái, rồi nói rằng là chị ái không bình thường, rồi cứ đến ghi hình rồi chị ái mặc đồ thế này thế kia rồi trang điểm nè. Thì đây là cái sở thích của chị ái nha. Chị ái sở thích là thích mặc đồ phụ nữ, rồi trang điểm, rồi thích hát. Và cũng được cháu của chị ái đây là em Nhập. Thì em Nhập nói rằng là chị ái lúc nào cũng ở trên núi này, cũng lúc nào cũng hát hết. Mùa xa ra chị. Lúc nào cũng hát với lại trang điểm giống vậy thôi. Là... cái việc đó là cái việc sự thật. Mùa xa ra chị. Xa ra cả không? Xa ra, cái mỡ xa ra ở cái mỡ xa ra. Xa ra. Xa ra là muối. Anh đi lấy muối. Muối. Thì đây là cháu của chị ái thì... cháu chị ái chia sẻ như thế nào thì Sơn Ngọc chia sẻ đến cả nhà mình như vậy thôi. Chị ái rất là thích hát, rồi rất là thích trang điểm. Đó. Thích nhảy nữa. Thích nhảy nữa. Chứ không phải là tất cả mấy anh em YouTube khi mà lên thăm chị ái rồi thấy chị ái hát, chị ái nhảy như vậy á thì cả nhà mình nói là kiểu như là bây giờ mấy anh em đang bắt buộc chị ái là như vậy. Không phải. Chị ái lúc nào cũng thích năng động, hát ca, rồi diện những bộ đồ của mấy chị em phụ nữ. Đó. Như vậy là cái sở thích của chị ái rồi cả nhà. Mà chị ái khi mà mặc đồ như vậy thì chị ái cảm thấy là vui hơn. Tại vì chị ái ở trên núi như thế này chỉ có một mình thôi. Đâu có bạn bè rồi bạn khác giới để mà hàng đêm tâm sự với chị ái, rồi ở chung với chị ái, rồi hai người có thể là ăn uống chung với nhau, tâm sự với nhau.
ấy là riêng chị Ái, chị Ái ở trên núi chỉ có một mình và thích những cái sở thích như vậy. Và đây là nhà của chị Ái này cả nhà, nhìn rất là thảm luôn. Tuy là phía ngoài á, nhìn căn nhà của chị Ái thảm, cực kỳ thảm cả nhà, nhưng mà phía trong chị Ái sống rất là gọn gàng. Hay và đây là căn nhà. Chị Ái che xốp nè, rồi tấn bao, rồi những cái thanh tre mà chị Ái làm nhà thì mục miễu hết rồi. Nếu như có thể thì Sơn Ngọc có khả năng Sơn Ngọc tặng cho chị Ái một căn nhà tiền chế để chị Ái ở trên này nó ấm cúng hơn. Chị Ái ơi, hãy dẫn em vô nhà em xem nhà của chị Ái như thế nào nhé. Nhà không có khó, chị Ái cột dây. Đấy, rồi vô phía trong nhà của chị Ái đây cả nhà. Đấy, rất là gọn gàng và sạch sẽ. Nước thì chị Ái để đây, rồi đồ ăn để kia. Đồ chị Ái để trong đó cả nhà. Đó, rồi chỗ nghỉ ngơi chị Ái này, đó cả nhà mình thấy không? Rất là gọn gàng và sạch sẽ luôn. Đấy, thiệt sự. Rồi chị Ái ơi. Hả? Bây giờ chị Ái ra phía ngồi cho phép em hỏi cái này nha. Dạ. Em có thể là giải thích hộ anh á, là khi mà chị Ái đi tắm á, ở suối á, thì mình tắm mà lúc nào mình cũng phải cởi đồ rồi đúng không? Đấy thì mình cởi đồ rồi lỡ là người ta thấy rồi sao? Em hỏi thử chị Ái nói như thế nào? Vì cây nhỏ cây năm này thì cỏ và giờ đã buộc cây thẹt đuôi hay gì ngọn cây thẹt đuôi bắp lại cây thẹt đuôi bắp bở. Thẹt đuôi bắp bở. Ông ấy nói là ông ấy toàn là thẹt đuôi ở nhà không chứ không có thẹt đuôi chứ. Ha, tức có nghĩa là chị Ái đi tắm á là mặc đồ đi tắm, dạ. Rồi mặc đồ ướt đi về, dạ. Để mà thay. Dạ, thẹt đuôi ở nhà. Đấy, thì có em nhập đây, em nhập nói tiếng phổ thông của người Rắc Lây á, thì chị Ái có thể hiểu hơn. Còn Sơn Ngọc nói tiếng phổ thông Kinh á, thì chị Ái không có hiểu. Nhiều lúc có những câu từ thì hiểu, nhiều lúc không hiểu. Có sao luôn à? Rồi, mùng 6 Tết thì mời cả nhà mình ăn lá đu đủ cùng với gia đình nhà chị Ái. Là mình luộc xong rồi mình bỏ một tí muối vào rồi ăn thôi. Rồi đầu năm 2024 chị Ái tặng cho cả nhà mình một bài hát mang tên Cơ Ca nhé. Cơ Ca đã hài ca ca ca. Sao Ngọc chưa biết chị Ái hát ca ca, bài ca hát mang tên gì nữa cả nhà ơi. Nhưng mà chị Ái đang ngại. Tân bơm hoa ta ga lao xương đẹp mày đứa thương bê nang tác hài hắc liên dư ta là yêu hài hắc liên dư ta là yêu yêu sao tiết tơi ta nắng yêu thức sao cốt mười tiền đồng à tiên ra lại cõi bóng vì nàng ta tương bừng hoa xuân sao y chỉ tìm được băng lang yên đời bên tình tương bừng hoa ta ga lao xương đẹp mày đứa thương về nàng ta hài ác lên giữa ta là yêu hài ác vô xuân sao ta nắng em tưởng ta này tới bóng pi nàng ta tưởng bưng hoa ta gà lao hát vườn bị đường tiết tiên đời bang làng hài hắc liên chơ ta là yêu hài hắc vô thương tàu ta nàng em tưởng ta này cõi bóng pi nàng ta tưởng bưng hoa vân bị đơn thịt hoa thiệt tươi bang làng hài hắc liên chơ ta là yêu hài hắc liên dư ta là yêu em muốn ra lại cõi bóng pi nàng tắc hài hắc liên chơ ta là yêu
hẹn lên dư ta đại thân tâm ra đại của hệ bóng bi nàng tắc hai mùa tòn ta là eo hát vần bi đòn biết hoa yên bi bang làng tầng bưng hoa ta gà lao thương đẹp mười đứa thương phi nắng tác hẹn vô cuộc ta là yêu hẹn lên dư ta ta nắng ta cô đến đây cô hi bóng phi nắng tác mùa mùa tòn ta là eo hát bên bị đơn tiết hoa đẹp đôi bang làng từng hoa ta gà lao thương đẹp mười đứa thương phi nắng tác hãy vô sức ta là yêu hãy vô cuộc bụi tay tờ ra lời cõi bậc phi nắng ta bước ta là yêu hết bần vì đơn bước qua trên đời bang làng từng ta gà lao thương đẹp mời đứa thương bê nắng ta hãy chú thức ta là yêu hãy liên dư ta là yêu tức ra lại cõi bấm nàng ta mùa tân ta là yêu hết bên bị đơn điết hoa chết đôi bang làng hất liên chưa ta là yêu ai hất liên chưa ta ta nàng ở ra lại cõi bóng bị nàng ta hết rồi hết rồi hay quá rồi em cho ai là con cũng có hay đâu chú ai á cô cũng khá hạt ở rất lại con cô đẹp cô có hài đâu dạ đấy là chị Ái vừa dạ thưa cả nhà là chị Ái vừa hát xong á chị Ái nói rằng là chị Ái là người rất lai không có đẹp ở rất lai là không có đẹp đâu con rất lai không biết là cả nhà mình cảm thấy chị Ái hát như thế nào còn riêng Sơn Ngọc đây Sơn Ngọc tuy là Sơn Ngọc không hiểu nhưng mà Sơn Ngọc cảm thấy là chị Ái hát rất là đúng theo cái điều âm nhạc rồi cái bên đó thì chị Ái múa theo cái âm nhạc chị Ái hát nữa đó cả nhà thấy cũng rất là hay như chị Ái mà đi hát lô tô thì rất là hay luôn cả nhà còn là của chị Ái cũng biết hát là cũng có hài đâu dạ rồi bây giờ là chị Ái đói bụng chưa hả chị Ái đói bụng chưa là ăn rồi à bây giờ là ăn ha dạ. Bây giờ là mức chiều là dạ. Ăn lại đây, bây giờ ăn đi giờ ăn lá đủ ha rồi nước sôi chưa nhập ha sắp sôi rồi rồi nhập đang ăn cái gì đó nghe hả tao nhập ăn đi nhập ăn nhỉnh thèm cả nhà mình trời ơi thấy mì hay chảy nước miếng luôn mè chấm với ớt nữa. Trời ơi ở trời. Chết rồi. Wow, chả ăn rồi hả? Chả cho em miếng được không? Láo đủ nè. Thế mà ăn. Cho em miếng nha. Bỏ ỉ đi la. À đây, trái tặng Sơn Ngọc cái này. Dạ thưa cả nhà thì Sơn Ngọc xin phép mời ông bà cô chú anh chị ăn buổi sáng của gia đình nhà chị Ái. Cái này ăn được không Nhập nhỉ? Không, được. Không à, ăn lái thôi. À, lái là đủ rồi cả nhà mình. Sơn Ngọc mời cả nhà mình nhé. Rồi, mới nãy thấy nắng, bây giờ nó mù lại mất đi rồi. Rồi, chén muối ớt rồi cả nhà. Sơn Ngọc mời... bữa nãy đầm nhìn rất là đá luôn ôi ôi thèm không phía thử chén muối ớt cái chảy nước miếng luôn chị Ái thấy muối đây chả chấm đi ăn muối đã chê mắm rồi
Đắng gì vậy? Hái mì ăn hả? Đắng quá trái ơi. Đắng quá. Là ăn nó nè. Giờ mình ăn cái này xong mình ăn mì tôm nha. Ăn nha. Nhập ăn mì tôm luôn nha. Đợi nước sôi ăn mì tôm cái nhà. Sáng sinh học cũng chưa ăn sáng nữa. Đi lên núi thăm chị Ái. Thăm chị Ái sớm. Cái đơn lọ. Hay. Hay ông bà cũng chị mình mà đã thưởng thức qua cái món lá đậu đủ rồi á, thì cả nhà mình đã biết cái vị nó như thế nào rồi. Còn ông bà cũng chị mình chưa thưởng thức qua cái món lá đậu đủ này á, thì Sơn Ngọc cũng chia sẻ với cả nhà mình luôn á là nó đắng như là thuốc tây vậy cả nhà. Cái vị nó đắng như thuốc tây á, nhưng mà không có hôi nè. Cũng không có cái mùi của lá đậu đủ luôn. Nó chỉ có một vị đắng thôi. Mà đắng kiểu như đắng mà nó cứ đắng ở trong cái cuốn họng mà như thuốc tây vậy cả nhà. Đắng quá cho Ngọc chịu không nổi. Ngọc mời cả nhà mình ăn me. Ăn me chấm với ớt nè, cực kỳ đã luôn. Me chấm với ớt nè. Chị Ái có ăn mê luôn hả? Ăn. Ăn luôn. Ăn mê là ăn luôn. Dạ. Là ăn ở đây này ăn luôn. Ngon lắm. Ngon lắm hả chị Ái? Ngon. Nên là đi chai ớt làm. Ngon ở đây này, ngon toàn, không biết. Trời ơi, ngon. Chị Ái ăn mê vậy nè. Ăn luôn. Chua không? Chua không chị Ái? Cũng có chua. Không chua hả? Quen là quen ăn rồi. Dạ. Em mới ăn có hai mắt à. Mà chua muốn chạy không kịp luôn à. Chị Ái nhăn mặt chứ mà chị Ái kêu không chua. Nhăn mặt kìa. Cái này coi giả nhăn mặt rồi mà kêu không chua kìa. Có sao chị vậy? Là quen ăn rồi. Quen rồi. Quen rồi. À. Sao ơi. Trời ơi, chua giấy bằng cái trái kêu. Kêu không, kêu quen rồi kìa. Trời ơi, combo muối ớt. Trái, chấm muối hay trái hả? Chấm muối nè, cho khỏi chua. Ui ơi. À, mình qua đã, cho mình nè. Chua. À, là ái nè, ăn đái. Dạ. Quen rồi, quen ăn rồi ăn ớt. Dạ. Là ăn ớt là ăn mê. Ăn ớt ăn mê, ăn lá đậu. Ăn lá đậu, ăn luôn ăn là ăn mê. Dạ. Ăn luôn. Rồi bây giờ ăn là ăn hết luôn. Giờ ăn mì tôm ha. Dạ. Dạ. Trời ơi, chị Ái ăn mê nhìn đẹp gái kia, dễ sợ luôn á. Chị Ái á, là ở Đắk Lắk á, cô đẹp trai. Là Đắk Lắk cô có đẹp trai, sợ lắm. Dạ, chị Ái là không đẹp trai, đẹp gái. Dạ. Là Đắk Lắk cô tán. Dạ. Tán á. Dạ, ấy là chị Ái là đẹp gái thôi đúng không? Không có đẹp trai. Đẹp trai. Là tăng là xương á, là đăng kèm đăng phấn, là
con đẹp. Dạ. Là con đơn xuân là có đốt phấn, là có đẹp trai đâu. Ừ. Rồi bây giờ mình ăn mì tôm. Ừ, dạ. Bây giờ lại ăn mì tôm. Để chị Ái ăn mê xong rồi chị Ái chạy không kịp nữa. Ừ. Gia đình nhà chị Ái là hết mì tôm rồi. Ừ. Dạ. Rồi em mua một thùng mì tôm chuẩn bị tặng gia đình chị Ái. Nhưng mà em xin phép chị Ái là ăn ké của chị Ái một gói nha. Ừ, biết rồi. Dạ. Chị Ái có buồn không? Hả? Ăn ké của chị Ái một gói mì tôm có buồn không? Có buồn. Không buồn hả? Vui lắm. Dạ. Là vô nhà Ái có buồn. Dạ, vô nhà Ái là vui là chị Ái không có buồn đúng không? Có buồn. Dạ, chị Ái vui đúng không? Đúng rồi. Dạ, chị Ái thấy vui không? Em tặng quà chị Ái là vui. Dạ. Vui không được vui rồi. Chị Ái còn cá khô không? Cá khô hết rồi. Hết cá khô rồi. Ừ. Ăn cả đời luôn, ăn Tết là ăn luôn là hết rồi. Dạ. Là em có mua gạo lên cho chị Ái nữa. Dạ, 10 cái gạo với lại một thùng mì tôm. Rồi mắm muối đường bột ngọt dầu ăn. Chị Ái đi. Em đổ nước nhiều quá ăn hết không? Hết mà. Hết hả? Cái tô này ít nước nè thì chị Ái ăn tô này. Dạ rồi, bây giờ chị Ái mời cả nhà mình ăn mì tôm nè. Đấy. Ôi, nhập ra đó ăn có mình vậy hả? Em ăn bên này. À, chị Ái ăn mì tôm này. Chị Ái ăn đi. Đây, Trân Ngọc cũng có một tô này cho nè. Đấy, ăn ké chị Ái ăn tô mì tôm. Sáng giờ chưa ăn sáng nữa. Ăn hai miếng lá đu đủ. Rồi nửa trái me. Vợ đang cào ruột. Muối ớt này cả nhà. Trời ơi. Ngon không chị Ái? Ngon. Ngon lắm. Ngon lắm. Chị Ái ăn nữa không? Chớ thêm cho chị Ái thêm gói nữa. Không có thêm. Ăn ở đây một tô để no. Dạ. Chị Ái ăn no chưa? Nó rồi. Nó rồi hả? Là một gói thôi ăn tô là nó rồi. Dạ. Giờ mình đói bụng mình ăn gói mì tôm thôi đã thấy no rồi ha. Con ăn nữa là chiều ăn lại. Dạ, chiều ăn lại. Là một gói thôi là nó rồi. Dạ. Là ăn ba gói là con ăn nuôi được. Là không có ngủ, cô có ngủ được. Bụng chứa không nổi một gói, hai gói. Là cô hai tủ, cô có ngồi. Chứa được một gói thôi. Cô cho nước đất là một gói thôi. Dạ, rồi em để cho chị Ái lại phần quà này nha. Dạ. Dạ. Mì tôm, gạo nè. Rồi trong đây mắm muối, đường, bột ngọt, dầu ăn. Có đầy đủ. Ở đây. Nước tương, xì dầu nè. Đấy, rồi đường. Biết rồi. Bột ngọt, đồ mắm trong này có đầy đủ trong này nha chị Ái nha. Biết rồi. Dạ, muối đồ đó. Dạ. Thì quà này á là em Trân Ngọc xin phép cô Sáu Trinh tặng cho chị Ái. Biết rồi. Dạ. Dạ con Trân Ngọc xin phép cô Sáu Trinh, con xin phép cô trích số tiền 500.000 của cô ra con tặng cho chị Ái. Năm mới rồi, chị Ái trên này chỉ có một mình thôi. Là ăn thì thiếu thốn. Là chị Ái hả? Là ăn Tết là trên lá y nói nè, trên con bọn á này. Dạ. Là trên kén hạt, là kén hạt xong bắt đầu xong là lê cá nè, cá ướt là rau nè, nước càng ăn nơi càng ăn trên nhà để nhập bà đúng á. Dạ. Là nhà bên kia đi chịu quán á, nhập bà đúng ở nó càn ăn rau á. Dạ. Rau muống nhiêu đây em nghĩ chắc chị Ái ăn khoảng còn 2 tuần nữa. Dạ. Biết rồi. 10 cái gạo nè, mì tôm một thùng mì tôm luôn là chó là 2 tuần rồi là biết. Dạ. Rồi rồi cô Sáu Trinh lì xì cho chị Ái thêm là 187.000 nha chị Ái nha. Biết rồi. Dạ đây chị Ái giữ số tiền này để mà chị Ái cần mua những cái món đồ nào đó thì chị Ái mua. Biết ha. Rồi.
Dạ, dạ thì con Sơn Ngọc xin phép cô Sáu Trinh là con trích 500 nghìn của cô ra, con mua hết tất cả là 313 nghìn, thì còn lại số tiền mặt là 187 nghìn, con mới vừa gửi cho chị Ái để mà chị Ái có muốn mua những cái món đồ nào đó thì chị Ái mua. Dạ rồi, em xin phép chị Ái em xuống dưới khúc chỗ nhà của bé Nhập để mà tặng những cái món quà cho các bé dưới đó. Dạ con Sơn Ngọc cũng xin phép thay mặt chị Ái một lần nữa con cảm ơn cô Sáu Trinh rất là nhiều. Con chúc cô và gia đình của cô luôn có thật là nhiều sức khỏe. Và con cũng rất là cảm ơn cô vì đã tin tưởng con, gửi cho con những số tiền để con đi hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên khu vực rừng núi. Dạ thì bây giờ Sơn Ngọc mời cả nhà mình cùng đồng hành với Sơn Ngọc tặng những cái món quà bánh trái cho các bé ở dưới khúc dưới nhà chị Ái một tí. Em xin phép chị Ái em đi nha. Biết rồi. Dạ. Dạ hôm nay thì cũng mùng 6 Tết rồi, con Sơn Ngọc có mang một phần bánh của cô Phương Dung. Lúc trước cô về cô để lại bánh cho con mang con tặng cho các bé trên khu vực rừng núi. À, thì các bé ở trên khu vực rừng núi thì không biết cái Tết là gì và bánh trái thì không có mà ăn, nhìn rất là thương luôn. Dạ thì ngày 28 tháng 12 năm 2023 khoảng 9 giờ Sơn Ngọc có nhận một số tiền 100 nghìn. Sơn Ngọc không biết là của ai, không biết là của ông bà cô chú chị nào mà gửi cho Sơn Ngọc, cũng không có nhắn tin cho Sơn Ngọc luôn và không có gọi Sơn Ngọc biết. Thì Sơn Ngọc có nhận một số tiền là 100 nghìn đó, thì Sơn Ngọc cũng xin phép lấy cái số tiền 100 nghìn đó để mà lì xì cho hai cháu, mỗi cháu là 50 nghìn để cho hai cháu biết cái gì đó là lì xì của Tết. Nhập cảm giúp anh nha, lì xì cho dâu lại cho bé trai. Hôm bữa là dâu cũng có nhận lì xì rồi đúng không? Lì xì chú Sơn Ngọc có lì xì rồi bánh rồi trà sữa đúng không? Đúng rồi. Đấy. Rồi bé này có không nhỉ? Có. Có. Rồi em của em cũng có luôn đúng không? Đấy. Rồi hôm nay chú lại quay trở lại lì xì cho hai bé nè. Thì cái số tiền này Sơn Ngọc cũng mới vừa chia sẻ với cả nhà mình á, khoảng 9 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023 Sơn Ngọc có nhận một số tiền 100 nghìn, không biết là của ai, thì có để là giúp đỡ cho các ông bà cô chú chị trên khu vực rừng núi nè, nhưng mà Sơn Ngọc không có nhận cuộc gọi và cũng không có nhận những cái tin nhắn, thì Sơn Ngọc xin phép là gửi cho hai cháu luôn. Rồi bánh đó thì Nhập em giữ đi ha, rồi phát từ cho các bé ở nhà mình ăn. Dạ thì con Sơn Ngọc một lần nữa con cảm ơn cô Sáu Trinh rất là nhiều, và Sơn Ngọc cảm ơn người xin giấu tên đó gửi cho Sơn Ngọc cái số tiền là 100 nghìn để mà giúp đỡ cho bà con trên khu vực rừng núi. Dạ con chúc cô và người xin giấu tên đó có thật là nhiều sức khỏe, và Sơn Ngọc cũng rất là cảm ơn ông bà cô chú anh chị mình đã dành thời gian quý báu để xem video của Sơn Ngọc nhé. Sơn Ngọc hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Sơn Ngọc chúc cả nhà mình chuẩn bị vào năm mới, thì giờ này cũng mùng 6 Tết rồi. Sơn Ngọc cũng nghĩ rằng là vài bữa nữa thì cả nhà mình cũng chuẩn bị vào trong cái công việc mới. Sơn Ngọc chúc cả nhà mình có một cái công việc mới thật là suôn sẻ và làm ít nhưng mà được tiền nhiều. Dạ thì Sơn Ngọc hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.